Trời đất ơi, giải cứu thế giới. Đừng tắt nhạc nha. Em biết nè. Thì em bắn chuột đấy. Nhưng mà em không nhớ tựa. Tại sao lại đối xử với người già như vậy? Các bạn đừng ném đá. Đừng, đừng, người ta không biết, người ta không qua đá banh, người ta chơi banh đũa thôi. Đừng, đừng, đừng ai chửi nhá. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 19 giờ thứ sáu trên kênh HTV7.